Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một để tạo ra một kênh YouTube mới bằng điện thoại smartphone của các bạn. Như các bạn đang thấy thì đây là cái giao diện trên màn hình điện thoại smartphone của tôi. Đó, và tôi sẽ làm từng bước cho bạn mà bạn không cần phải sử dụng máy tính, từng bước một đơn giản, hiệu quả. Thì bây giờ để tạo ra một cái tài khoản YouTube mới, nếu như bây giờ các bạn đã chưa có một cái kênh trước đấy thì bây giờ bạn cần phải có hai thứ đúng không nào? Thì cái thứ đầu tiên đó là bạn cần phải có một cái số điện thoại, và cái thứ thứ hai đó là các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail. Tốt nhất là các bạn sử dụng tài khoản Gmail, bởi vì nó là của Google, là của YouTube luôn, thì nó sẽ thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn đăng ký nhá. Rồi thì bây giờ khi mà các bạn đã có hai cái điều như tôi nói vừa trên rồi thì bây giờ các bạn hãy thoát ra màn hình ở đây, rồi sau đó các bạn nó vào một cái trình duyệt web bất kỳ. Giả sử thì bây giờ tôi chọn trình duyệt web Brave. Đấy. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ vào cái youtube.com. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình của tôi thì khi mà các bạn vào cái phần là youtube.com thì nó sẽ có m.youtube.com, tức là cái phần ở đây á, là các bạn đang vào bằng giao diện bằng điện thoại nhá. Các bạn đang vào bằng giao diện điện thoại. Tuy nhiên ở đây tôi có một cái mẹo nhỏ cho các bạn, nếu như các bạn muốn quản lý và các bạn nhìn nó dễ dàng hơn mà nó giống hệt trên máy tính á, thì các bạn nên chọn và chuyển nó thành cái chế độ là giao diện trên máy tính. Và chúng ta chọn và chuyển nó thành giao diện trên máy tính như thế nào? Đơn giản thôi. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía bên tay phải góc dưới màn hình của tôi ở đây này. Nó sẽ có cái phần là cái thanh ở đây, ba chấm, cái phần ba chấm ở đây. Đó, hoặc nó cũng có thể là thường là nó sẽ ở phía trên này như các bạn, nó phần phía trên này, tùy vào mỗi cái giao diện khác nhau. Nhưng nếu như mà nó hiện đâu thì các bạn bấm vào phần đó. Đây, chọn ở cái phần đây nhá. Sau đó tôi tiếp tục tôi chọn một cái mục đó là trang web cho máy tính. Trang web cho máy tính thì khi mà các bạn chọn nó bấm, vào mục ở đây á, thì nó hiện ra y hệt như là các bạn đang vào máy tính luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó to, nó lớn như vậy đó. Thì bây giờ tôi muốn phóng to thu nhỏ thì tôi chỉ cần sử dụng hai ngón tay để tôi co giãn nó thôi. Đấy, rất là đơn giản rồi nhá. Thế bây giờ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì tôi chưa có đăng nhập bất kỳ một cái tài khoản YouTube nào vào trong cái điện thoại này hết, vào trong cái giao diện này hết. Thì bây giờ tôi chọn vào phần là đăng nhập. Thì khi mà tôi chọn vào cái mục đăng nhập với các bạn, đây tôi sẽ bấm luôn cho các bạn để các bạn nhìn thấy nhá. Rồi thì khi mà các bạn chọn vào phần giao diện đăng nhập thì nó sẽ yêu cầu hỏi các bạn là email hoặc cái số điện thoại để các bạn đã đăng ký cái tài khoản YouTube trước đó rồi. Và đây là trường hợp nếu như bạn đang có một cái tài khoản Gmail rồi nhá. Còn nếu như bây giờ các bạn chưa có tài khoản Gmail á, các bạn đã chọn một cái phần là tạo tài khoản đây. Thì khi mà các bạn tạo tài khoản, các bạn chỉ cần điền thông tin họ tên, địa chỉ của các bạn và những cái thông tin cơ bản thôi. Đó là các bạn đã có thể tạo ra được một tài khoản Gmail, mới hoàn toàn rồi. Đó, sau khi mà các bạn đã có một tài khoản Gmail xong thì các bạn chọn vào cái phần là email hoặc số điện thoại và các bạn nhập email cũng như là cái password, mật khẩu các bạn vào. Thưa các bạn, và tôi đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của tôi thành công như các bạn thấy ở trên màn hình. Đấy, phía góc phải phía trên đây này thì tôi đã có một cái avatar, đó là tôi đã đăng nhập vào thành công rồi các bạn. Thì trong cái trường hợp ở đây, tài khoản của tôi á, là tôi đã tạo kênh YouTube trước đó rồi, thì cái lời khuyên đây, các bạn hỏi tôi một điều rằng liệu rằng là chúng ta có nên tạo ra nhiều kênh YouTube trên một tài khoản Gmail hay không, thì bây giờ phải hỏi xem rằng cái mục đích của bạn là gì. Cái đầu tiên á, nếu như bây giờ cái mục đích của các bạn á, là chỉ đơn giản là các bạn tạo kênh, các bạn làm vlog và các bạn không có make money online, không có kiếm tiền ở trên YouTube, không có bật quảng cáo, thì các bạn có thể quản lý được nhiều kênh ở trên này, không thành vấn đề gì hết. Đó, bởi vì trên cái tài khoản của tôi thì tôi quản lý rất nhiều năm rồi và cũng hàng chục kênh YouTube khác nhau trên một tài khoản Gmail thôi. Còn cái trường hợp số 2, nếu như bây giờ bạn là người mới bắt đầu hoặc nếu như bây giờ bạn đang mong muốn là kiếm tiền ở trên YouTube thì cái lời khuyên của tôi chân thành nhất đó là các bạn mỗi một tài khoản Gmail các bạn quản lý một kênh YouTube khác. Bởi vì nếu như bây giờ giả sử cái kênh YouTube của bạn mà bị die đi, bị chết kênh đi, thì nó chỉ chết trong cái tài khoản Gmail đó thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới những cái kênh YouTube khác nha các bạn ha. Còn bây giờ cái trường hợp mà tôi muốn tạo ra một cái kênh YouTube mới đó các bạn, thì tôi chỉ chọn vào cái phần là cài đặt ở đây nha các bạn. Các bạn chọn vào phần cài đặt nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn hình dung và làm theo ở đây này. Khi mà các bạn đã chọn một cái phần là cài đặt rồi thì nó sẽ hiện ra cái giao diện giống như của tôi. Và các bạn chỉ cần chọn phần là thêm hoặc quản lý các kênh của các bạn. Đó, để tôi khoanh để các bạn nhìn thấy rõ nhá. Thêm hoặc quản lý các kênh của bạn. Đấy, thêm hoặc quản lý các kênh của bạn, tôi chọn vào phần này. Thì nó sẽ hiện ra là
tất cả những cái kênh YouTube mà hiện tại mà các bạn đang có. Thì khi mà các bạn muốn quản lý cái kênh nào, các bạn chọn vào cái kênh đấy. Đối với một cái tài khoản mới, khi mà các bạn mới tạo ra trên một Gmail mới á, thì cái kênh đó là kênh mặc định và dường như các bạn không có share quyền được cho bất kỳ ai. Nên lời khuyên ở đây á, thì các bạn có thể là, một là các bạn có thể là tạo ra một cái kênh mới. Thì cái kênh lần thứ hai này á, các bạn có thể là share quyền cho người khác quản lý cùng với bạn được, hoặc là họ có thể là đăng video dùng với bạn, hoặc là họ có thể quản lý những cái comment ở đó. Ok nhá. Còn giả sử các bạn lỡ tạo kênh trước đó rồi mà các bạn muốn share quyền cho người khác á, thì vẫn có cái cách để các bạn có thể chuyển từ một cái tài khoản chính đó thành một cái tài khoản mà có thể nhiều người có thể sử dụng được cùng với nhau, và các bạn đã share quyền cho họ. Rồi thì bây giờ là tôi muốn tạo một kênh mới, thì tôi chọn vào cái phần là tạo kênh mới ở phía trên này các bạn này, tạo kênh mới phía trên này. Đấy, tôi chọn vào phần tạo kênh mới ở đây nhá. Và thời gian sắp tới á, thì tôi đang có mong muốn á, là tôi tạo ra một cái kênh YouTube đó là về lĩnh vực du lịch đó, và tôi muốn review lại những cái địa điểm du lịch mà tôi bước chân đến, những con người ở đó, những cái phong cảnh làm sao, cũng như là tôi sẽ phỏng vấn người Việt tại năm châu bốn bể, xem những cái câu chuyện thành công của họ, những cái bài học của họ và cuộc đời của họ tại những cái vùng đất khi mà họ xa xứ như thế nào đó. Thì tôi sẽ tạo ra một ý tưởng ở đây là tôi sẽ tạo ra một kênh YouTube là Tùng Sơn Travel. Và trên cái kênh YouTube này á, thì thời gian tới á, thì tôi cũng sẽ làm sao đó tạo ra thêm những cái điều rất tuyệt vời ở đây, đó là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm như thế nào đó mà các bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ những cái việc mà bạn đam mê. Ví dụ tôi rất là đam mê về du lịch, thì làm sao tôi có thể từ cái vấn đề là thích đi du lịch và tôi có thể khai thác nó và tôi có thể kiếm được tiền tạo thu nhập từ đây. Đó có nghĩa là vừa travel vừa make money luôn đó các bạn. Đó thì nó không phải là chỉ là bật kiếm tiền ở trên YouTube mà nó còn nhiều cái hình thức khác. Ví dụ các bạn nhận quảng cáo, các bạn nhận deal để các bạn review, hay là các bạn có thể làm affiliate cho một bất kỳ ai đấy, hoặc là các bạn có thể viết sách, bất kỳ everything, cái gì cũng được. Đó thì tôi sẽ làm ra một cái chủ đề để tôi hướng dẫn cho các bạn làm điều này. Và đây cũng là một cái demo mà tôi sẽ làm cho học viên của tôi. Đó thì các bạn có ủng hộ điều này không nào? Đó thì thời gian tới thì tôi sẽ làm cái phần này nhá. Rồi khi mà các bạn bấm vào cái phần là đặt tên cho kênh rồi, thì các bạn chọn vào cái phần là tạo đây. Rồi thì trong cái phần đó là tôi đã tạo trước đó rồi nha các bạn. Đó tôi lỡ tôi tạo trước rồi, thì bây giờ nó sẽ ra cái phần giao diện đây này các bạn. Đây, đó các bạn đang nhìn thấy này, tài khoản thương hiệu này. Đấy, tạo tài khoản thương hiệu này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn vào cái kênh mà tôi vừa mới tạo rồi nhá. Ok, thì nó sẽ hỏi tôi một vài cái này. Mình đã đọc kỹ của nó, hãy tạo kênh để sử dụng tài khoản này trên YouTube bằng việc nhấp vào phần tạo kênh. Ok. Cái phần vừa nãy thì các bạn chọn vào phần là tạo kênh là các bạn đã xong rồi, hoàn chỉnh rồi. Rồi thì khi mà các bạn tạo kênh hoàn thành xong, nhưng mà cái giao diện của tôi ở đây á, thì các bạn đã bước tiếp theo á, dường như cơ bản thì nó cũng đã xong rồi nhá. Rồi, cơ bản thì nó cũng đã xong rồi. Bây giờ các bạn hãy ra cái phần là trang chủ đi, chọn ở phía trên này, các bạn chọn ở phần là kênh của bạn đây. Thì có một vài cái việc cơ bản các bạn cần phải làm tiếp á. Cái số 1 đó là bạn cần phải thêm cho nó một cái avatar. Số 2 đó là bạn cần phải thêm cho nó một cái ảnh cover. Đó, avatar và ảnh cover. Và cái điều số 3 đó là các bạn cần phải tối ưu cái phần giới thiệu. Đó. Và cái cuối cùng đó là bạn cái xác minh cái kênh của bạn bằng cái số điện thoại. Và khi mà các bạn xác minh bằng số điện thoại đây thì bạn sẽ bật được một vài cái tính năng, giống như là các bạn được quyền đăng video trên 15 phút, các bạn đã được quyền live stream trên kênh, hay là sau này các bạn có thể bật kiếm tiền trên cái kênh YouTube của các bạn. Rồi thì bây giờ để các bạn tối ưu cái kênh YouTube của bạn thì bây giờ các bạn chọn ở phần là tùy chỉnh kênh ở đây nhé. Tùy chỉnh kênh. Rồi nó sẽ có cái phần này, nó có 3 phần này, các bạn có thể thêm hình ảnh kênh này, là cái ảnh cover, cái ảnh bìa đó các bạn, và cái avatar này, các bạn bấm vào cái phần avatar thì nó sẽ cho các bạn nó ra cái phần là các bạn đã chỉnh sửa và các bạn đã thêm ảnh vào. Thì cái mục này nó rất là dễ thôi, các bạn nó chỉ cần chọn vào phần chỉnh sửa ở đây, phần chỉnh sửa nhá, cái bút chì này, các bạn bấm vào phần chỉnh sửa ở đây thì nó sẽ cho các bạn nó chọn ảnh ở trong cái giao diện gallery, giao diện điện thoại của các bạn nhá. Thì các bạn cái này nó cũng khá là đơn giản. Giả sử bây giờ tôi sẽ thêm một cái ảnh cover cho các bạn nhìn thấy này, thêm hình ảnh kênh. Thì bây giờ nó sẽ có hai cách. Một là các bạn chọn từ cái máy điện thoại của các bạn, bạn chọn một cái phần này, chọn một phần này thì nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có cho phép nó lấy ảnh không, cho phép nó ghi âm hay không. Thì bây giờ tôi bấm vào phần cho phép, bởi vì cái thằng
Cơ bản là thằng YouTube nó cũng khá là an toàn. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là chọn tệp ở đây. Thì trong cái tệp á, nó sẽ có rất là nhiều ảnh đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần là bộ sưu tập. Đó, và tôi chọn vào bộ sưu tập rồi. Thì bây giờ tôi thấy cái ảnh nào phù hợp, tôi thấy cái ảnh nào đẹp á, thì tôi sẽ đưa nó lên thành cái ảnh đại diện của cái ảnh cover của cái trang này. Giả sử thì bây giờ tôi sẽ chọn đại một cái ảnh thôi nhá, để làm demo dẫn chứng cho các bạn thôi. Còn tôi sẽ chọn những cái ảnh khác, nó có nghĩa là tôi sẽ ưng ý hơn. À, ở đây tôi cho các bạn một cái khuyến nghị là các bạn đó, nó sẽ nói rằng là cái ảnh này thì nó không có đúng với cái chiều rộng của cái bức ảnh đó. Thì bây giờ các bạn nó chỉ cần đơn giản thôi, các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng là Canva Canva, và sau đó thì các bạn sẽ chọn cái bức ảnh nào đó mà nó có cái phần là tỷ lệ kích thước như vậy này. Tức là thường là cái ảnh ngang á, ảnh ngang á, giả sử đi, bây giờ tôi sẽ vào cái kênh Facebook cá nhân của tôi nhé. Thì thường những cái ảnh mà được cho phép á, thì nó phải là ảnh ngang nha các bạn. Còn vừa nãy là tôi chọn một cái ảnh nó cũng chưa có phù hợp đâu. Đây, giả sử đây, xem ảnh bìa này, thì nó phải là ảnh ngang như này. Đó, hoặc là ảnh ngang giống như kênh YouTube hiện tại một đang chơi này. Hiện tại tôi đang làm đây, thì nó phải là cái ảnh ngang. Các bạn lưu ý phần này, đấy, cái ảnh ngang như vậy nhá. Đó, do là vừa nãy thì bây giờ tôi đang làm demo nên tôi cũng chưa có chuẩn bị sẵn một cái ảnh nào nó phù hợp. Ok, thì khi mà các bạn tu thì các bạn nhớ chú ý cái phần này. Rồi, tôi sẽ quay lại cái phần giao diện đây. Nhưng cái phần mà rất là quan trọng mà thường chúng ta bỏ qua đó, đó là các bạn nó hay bỏ qua cái phần là mô tả kênh. Thì các bạn phải chọn vào cái phần là mô tả kênh này. Mô tả kênh để các bạn nó nói lên đó, cái kênh của các bạn đang làm với cái mục đích gì, bạn tạo cái kênh này ra mục đích gì, bạn giúp gì cho ai đó. Đó, và các bạn nó để lại một số những cái thông tin, ví dụ như là Facebook của các bạn, fanpage của các bạn, group của các bạn, hoặc là các bạn kêu gọi người khác á đăng ký vào kênh YouTube của bạn, thì các bạn cần phải làm điều này nhá. Rồi, thì trong video tới á, thì tôi sẽ hoàn thiện cái phần tối ưu kênh, hoặc là các bạn có thể lên trên YouTube các bạn search cái kênh của tôi, đó là Tùng Sơn Travel, để các bạn nó nhìn theo á, là cái mẫu của tôi làm nó như thế nào. Thì cơ bản ở đây tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần là các bạn đã tạo được một cái kênh YouTube rồi, nó chỉ còn một cái phần bước cuối cùng nữa thôi, đó là các bạn đã xác minh cái kênh để các bạn đăng video lên 15 phút. Thì khi mà các bạn nó đăng một cái video nào mà quá 15 phút đó, thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác minh kênh thôi. Còn các bạn muốn đăng kênh, đăng video ở đây này, các bạn chọn vào cái phần là nó giao diện cái máy quay dấu cộng đây này, các bạn chọn ở đây nhá, tôi phóng to lên này, đấy, các bạn chọn vào, các bạn bấm vào phần là tải video lên. Thì khi mà các bạn bấm vào phần tải video này lên mà cái video của bạn nó trên 15 phút thì chắc chắn nó sẽ hỏi bạn đó là bạn có muốn xác minh cái kênh của bạn không, thì các bạn sẽ chọn vào có để các bạn chèn cái để các bạn thêm số điện thoại vào để sau này các bạn có thể đăng video trên 15 phút được. Ok, thì cơ bản đó là tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn đó về cái cách để làm sao đó các bạn có thể tạo ra một cái kênh YouTube bằng cái điện thoại smartphone của các bạn. Đó, và nếu như bạn thấy video này hữu ích, có giá trị với các bạn thì đừng quên bấm một nút like, đăng ký kênh YouTube của tôi để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và tôi sẽ còn quay trở lại và hướng dẫn cho bạn rất là nhiều những hình thức về kiếm tiền online, về affiliate marketing, về MMO, về internet marketing, và giúp cho bạn nó tạo được thêm cái nguồn thu nhập ở trên internet, cũng như là dựa vào thời gian nhàn rỗi nhất của các bạn để các bạn có thể tạo ra được cho mình cái thu nhập. Và bạn có thể chỉ cần dùng ra khoảng 1 cho tới 2 giờ đồng hồ mỗi ngày để các bạn làm những việc này, và các bạn có thể là hoàn toàn có thể thoát khỏi cái công việc 8 tiếng mà các bạn đang làm hiện tại trên văn phòng, một cảm giác rất nhàm chán. Đó, ok, và đừng quên đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận những video mới nhất. Đó, kênh YouTube của tôi đó là Sơn PS nha các bạn. Đó, Sơn PS, và trên cái kênh này thì tôi chia sẻ rất là nhiều những hình thức về kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng. Đó, và nó rất là giá trị. Đấy, các bạn nó đừng quên đăng ký kênh YouTube này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.